Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Chiến thức thứ ba ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, episode thứ 58. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều và như thường lệ mỗi thứ ba hàng tuần chúng ta vẫn có chương trình chiến thức thứ ba chủ yếu đề cập đến những cái uh, quy tắc làm việc của quốc hội của hành pháp của lập và của tư pháp cũng như là cái cuộc bầu cử năm 2024 và quý vị dường như trong mấy ngày qua tôi đã nhắc nhở rất nhiều quý vị về cái uh, uh, tiềm năng chiến thắng của ông trump càng lúc càng hiện rõ và gần như là tất cả các giới đều có cái nhận định là lần này ông Trump thắng không những là thắng mà có thể thắng rất vĩ đại không giống như những cuộc thăm dò cho rằng là ông Trump thắng sát nút tức là không có cao lắm nhưng mà với cái nhìn của nhiều giới cho thấy là ông Trump có thể kỳ này thắng landline, tức là thắng rất là vĩ đại thì quý vị chúng ta vẫn assume là ông Trump thắng Ok quý vị, và nếu ông Trump thắng thì quý vị, nội các hôm trước thì tôi đã có một cái bài nói chuyện liên quan tới việc mà bên Đảng Cộng hòa cùng với lại cái team transition của ông Trump, tức là cái team mà chuyển giao quyền lực của ông Trump đã thảo luận về những ai nằm trong nội các của ông Trump và trong đó thì quý vị thấy một số nhân vật đã được nêu tên, đặc biệt là cái chức vụ ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Lần này bất ngờ là họ đề cử cái người có điểm cao nhất lại là thượng nghị sĩ Marco Rubio. Marco Rubio là một người gốc Cuba, từng là ứng cử viên tổng thống năm 2016 đối thủ của ông Trump. Nhưng sau cuộc bầu cử này, Marco Rubio trở thành một đồng minh của ông Trump và luôn lên tiếng à, ủng hộ cho ông Trump và binh vực ông Trump. Kể cả vừa qua, quý vị thấy là khi mà đảng dân chủ chụp mũ cho ông Trump là phát xích, là Adolf Hitler, thì chính Marco Rubio là một trong những thượng nghị sĩ đầu tiên đã lên tiếng và chỉ trích cũng như là uh, chỉ trích đảng dân chủ và cũng như lên án đảng dân chủ về những cái ngôn ngữ gây nguy hiểm cho ông trump thì quý vị marco rubio đang được xem là điểm cao nhất ở trong cái team trang của ông trump và đảng cộng hòa dự tính chọn marco rubio làm ngoại trưởng của hoa kỳ nếu ông trump thắng cử nhiệm kỳ thứ hai và trong nội các cái, cái, cái vị trí đầu tiên mà đứng đầu đứng đầu trong nội các chính là vị trí ngoại trưởng thì quý vị họ chọn marco rubio thì tôi chưa biết rằng kỳ này có thể là marco rubio hay là người khác nhưng mà mình cứ assume là theo cái transition team của ông trump đi quý vị thì và kể cả bên đảng cộng hòa đi thì họ có thể đi tới cách thống nhất chuyện này thì quý vị thấy rõ ràng là nếu chọn marco rubio ông trump đang tập trung vào trung quốc bởi vì marco rubio được xem là một người chống chủ nghĩa cộng sản tối đa đặc biệt là ccp tức là đảng cộng sản trung quốc và ông đã có mười mấy cái dự luật do chính ông đích tay đệ trình trên Thượng Viện để mà áp đặt tất cả những cái uh, uh, chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Thì quý vị thấy Marco Rubio là một người ra mặt và chính ông đã bị chính Cộng sản Trung Quốc cấm cửa. Tức là sanction cấm vận. Tức là ông thì không có muốn làm ăn gì ở Trung Quốc hết. Do đó tài sản ông chả có gì ở Trung Quốc cả. Nhưng mà ông bị cấm không được phép bước chân vào lãnh thổ Trung Quốc thì trung quốc đã đưa ra cái lệnh cấm đối với ông và kể cả ngoại trưởng hoa kỳ là cựu ngoại trưởng hoa kỳ là mike Pompeo thì quý vị marco Rubio được xem là một trong những người đứng được đeo danh sách hàng đầu trong cái nội các công trump bên cạnh đó thì quý vị người ta dự đoán nội các kia này công trầm sẽ tập trung vào việc chuyển trục về á châu và cô lập trung quốc do đó những người được chọn trong nội các sẽ là những người có cái khuynh hướng diều hầu với cộng sản trung quốc ở à quý vị đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ ba tức là chúng ta còn đúng 7 ngày nữa là chúng ta có cuộc bầu cử thì quý vị một trong những đồng minh của ông Trump đã được ra tù đó là Steve Bannon một trong những đồng minh thân cận của ông Trump và chính thức ngày hôm nay ông đã ra tù và ông sẽ có một cái cuộc nói chuyện sau cái ngày ra tù ngày hôm nay quý vị đồng minh của ông Trump là Steve Bannon sẽ nói chuyện sau khi mà có cái cuộc trả tự do ra khỏi nhà tù một trong những đồng minh lâu đời của ông Trump là Steve Bannon trả tự do ra khỏi nhà tù ngày thứ ba sau khi ông đã bị kết án 4 tháng tù về tội chống lại cái trác hầu của quốc hội trong cái cuộc điều tra biến cố ngày 6 tây tháng 1 tại uh, Capitol và ông Timberland đã rời khỏi nhà tù liên bang ở tại Danbury, Connecticut theo tường trình của Chris Ty được xem là phát ngôn viên của nhà tù này cho biết như trên và ông dự tính sẽ có một cái cuộc họp báo trong ngày hôm nay tại Manhattan đại diện cũng cho biết và ông dự tính sẽ quay trở lại cái chương trình postcard của ông vào ngày hôm nay và Steve 70 tuổi được báo cáo là ông đã phải vào nhà tù vào ngày 1 tây tháng 7 sau khi mà phía tối cao pháp viện đã bác bỏ cái việc trì hoãn án tù của ông và trong lúc mà chờ đợi cái đơn kháng án của ông và ông đã bị kháng án là ông đã bị phán có tội trong hai cái tội chống lại quốc hội và khinh thường quốc hội trong đó từ chối việc ra điều trần trong cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 và thứ hai là từ chối cung cấp tất cả những cái tài liệu liên quan tới việc mà ông và ông Trump có nỗ lực gọi là lật đổ kết quả bầu cử của Joe Biden năm 2020 và khi bắt đầu án tù thì Stephen đã gọi đây là ông tự gọi ông sẽ là một tù nhân chính trị và tôi rất hân hạnh tới nhà tù đó là lời phát biểu của ông trước đó và ông đã lên tiếng và nói rằng sẽ chống lại ông bộ trưởng tư pháp Merrick Garland là một cái cha, một cái hệ thống tham nhũng trong bộ tư pháp đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của Steve Bannon và quý vị Steve Bannon được xem là một đồng minh thân cận của ông Trump và phải nói rằng nhờ Steve Bannon mà giới bảo thủ của Âu Châu đã trỗi dậy khi mà ông Trump lên làm tổng thống và Steve Bannon từ bỏ cái vai trò cố vấn của ông Trump ông đã bay qua Âu Châu sống hết một năm và trong một năm ông sống tại Âu Châu ông đã vận động rất nhiều giới bảo thủ của Âu Châu đứng lên chống lại cái lực lượng khuynh tả thống trị Âu Châu trong 30 năm qua. Và kể từ khi mà Stephen trở lại Hoa Kỳ mở chương trình postcard riêng của ông, thì quý vị đã thấy được cái xu hướng giới bảo thủ của Âu Châu đã trỗi dậy. Từ nước Pháp, từ nước Ý cho tới một số quốc gia khác, thì quý vị lực lượng bảo thủ đã bắt đầu trỗi dậy giành quyền đối với lại cái đám khuynh tả ở tại Âu Châu thì quý vị Steve Bannon được xem là một người có cái công rất lớn trong việc thúc đẩy cái khuynh hướng bảo thủ bảo vệ cho những giá trị gia đình và tôn giáo. Thì quý vị khi mà trở về nước Mỹ thì Steve Bannon đã có cái chương trình postcard riêng có tên gọi là War Room. Tức là giống như cái chương trình của tôi bây giờ là chiến thất. Thì cái chương trình War Room của Steve Bannon đã có những cái sáng kiến rất hay. Quý vị còn nhớ, ông đã là cái người đưa ra cái sáng kiến khi mà ông Trump bị thua năm 2020 ổng kêu gọi là nên để cho ông Trump làm chủ tịch Hạ viện không? Khi mà đảng Cộng hòa nắm lại đa số không? Và quý vị, ổng là người đưa ra những cái sáng kiến rất độc đáo liên quan tới Tổng thống Trump. Ổng là người ủng hộ cho ông Trump. Tuy nhiên, Steve Bannon bên cạnh việc ủng hộ cho ông Trump là một người được xem rất nhiều hâu với Cộng sản Trung Quốc. Do đó, lần này Steve Bannon ra tù và rất có thể Steve Bannon sẽ nằm trong cái nỗi à, à, nội các của ông Trump. Chưa biết là ở vị trí nào. Có thể trong tòa Bạch Ốc, Hội đồng An ninh Quốc gia có thể sẽ là một cái vị trí khác mà trong đó Steve Bannon có thể phát triển cái sở trường của mình. Nhất là cái chủ trương diều hầu với Cộng sản Trung Quốc. Hai người mà tôi có thể nói rằng là có cái chủ trương rất diều hầu với Cộng sản Trung Quốc mà từng đóng vai trò cố vấn ở cho ông Trump. Người thứ nhất là Peter Navarro. Ông cũng bị 4 tháng tù về tội chống lệnh quốc hội. Ông đã bị tư 4 tháng tù và ông được trả tự do chỉ một ngày trước khi có đại hội đảng Cộng hòa trên toàn quốc. Và cũng trong tháng 7 thì Steve Bannon phải đi tù, 1 tây tháng 7. Thì quý vị, à, hai người này được xem là hai người có cái khuyến hướng rất nhiều hầu với Trung Quốc. Ông Peter Navarro đã từng có một cuốn sách rất nổi tiếng, bán rất chạy là Death by China, cái chết đến từ Trung Quốc. Thì quý vị, hai người này được xem là hai người có chính sách rất nhiều hầu với Trung Quốc. Và tôi chưa biết Steve Bannon có lại vai trò trong nội các hay không. Nhưng mà ông Peter Navarro chắc chắn sẽ có vai trò. Lần trước, ổng là cố vấn đặc trách về kinh tế và công xưởng. Lần này có thể ổng sẽ là cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Cái vị trí này rất rất có thể lọt vào tay của ông Peter Navarro. Trong khi đó, thì nhân vật mà trước đây là từng là cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là Robert O'Brien. Thì có thể có một cái vị trí khác trong cái nội các. Có thể là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Và cũng có thể ổng sẽ trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Robert O'Brien là người có quan điểm rất cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, chúng ta thấy được những nhân vật này là những nhân vật rất cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh đó, thì ngoại trưởng, cựu ngoại trưởng trước đây là Mike Pompeo có thể ngồi vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Rất có thể. Ông sẽ ngồi vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và nếu ông ngồi vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc là Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, tức là ODNI, ODNI là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Đây là hai vị trí mà Mike Pompeo có thể ngồi. Trước đó, ông từng là ngoại trưởng, ông từng là giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại CIA. Thì do đó, hai vị trí này, ông sẽ không trở lại. Ông trở lại nội các của ông là trong vai trò là bộ trưởng bộ quốc phòng hoặc là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Thì quý vị thấy Mike Pompeo có một cái chủ trương rất nhiều hầu với Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh đó quý vị, những nhân vật khác được chọn vào trong nội các của ông Trump đều là những nhân vật có một cái tinh thần rất cứng rắn đối với lại Cộng sản Trung Quốc. Trong đó hai nhân vật nổi bật nhất của năm 2018 và 2019. Lúc đó là quý vị là người đứng đầu của Ủy ban Mậu dịch Liên bang là ông Lanizer. <laughs> Lanizer và người thứ hai là Bộ trưởng Bộ Tài chính Tip Manushi. Đây là hai người đã nằm trong nội các của ông Trump. <laughs> họ không có lên tiếng trong thời gian qua Họ hoàn toàn không có dính dáng gì Tới cái cuộc tranh cử này cả Nhưng quý vị nhớ Hai người này là hai người đặc trách Đàm phán về cuộc chiến mậu dịch Với Cộng sản Trung Quốc Và cuối cùng họ ép được Cộng sản Trung Quốc Phải ký vào cái hiệp ước phase 1 Năm 2020 Ngày 15 tây tháng 1 năm 2020 Họ đã ép Trung Quốc phải ký vào cái bản à, à, Hiệp ước về mậu dịch phase 1 Tức là cái giai đoạn 1 Trong đó là thứ nhất là họ buộc phía Cộng sản Trung Quốc phải mua 200 tỷ Mỹ Kim các mặt hàng của Hoa Kỳ. Trong đó tối thiểu 60 tỷ Mỹ Kim là mặt hàng nông sản. Thứ hai, những ngôn ngữ mà dùng trong tất cả những cái bản thỏa ước này rất rõ nét, không có những ngôn ngữ chung chung. Lanizer và Steve Mnuchin đã soi đèn rất kỹ những cái ngôn ngữ ký thỏa thuận với Trung Quốc rất cụ thể, khiến cho Cộng sản Trung Quốc không tránh né được. Không dùng những ngôn ngữ chung chung rồi sau đó họ bước ra họ diễn dịch theo lối của họ khiến cho nhiều lần, quý vị, nhiều quốc gia đã rơi vào cái tình trạng này và đặc biệt là nước Anh. quý vị còn nhớ năm 1984 khi mà thỏa thuận trao trả cái mảnh đất Hồng Kông lại cho Trung Quốc năm 1997 thì cái thỏa thuận đó được thỏa thuận năm 1994 gọi là Sino-British. thì quý vị trong bản thỏa thuận tuyên cáo chung này thì à, Trung Quốc đã cam kết là gì? vẫn duy trì 50 năm bất biến của Hồng Kông. Thứ hai, sau 20 năm Trung Quốc bổ nhiệm cái người đứng đầu à, hành tránh trưởng quan của Hồng Kông, thì sau đó phải tổ chức bầu cử để cho người dân Hồng Kông có quyền chọn ai là người lãnh đạo Hồng Kông. Thì quý vị, đây là cái thỏa thuận của Anh và của Trung Quốc. Tuy nhiên, thì quý vị, Trung Quốc đã lật lọng tất cả những cái lời thỏa thuận này. Thứ nhất, họ nói, ủa, tôi vẫn cho người dân Hồng Kông bầu cái người lãnh đạo nhưng mà những người được chọn là do chúng tôi chọn tức là Trung Quốc sẽ chỉ định ra một số người được đập bầu vào trong cái vai trò là hành tránh trưởng quan của Hồng Kông thì dân Hồng Kông được quyền bỏ phiếu nhưng mà bỏ phiếu dưới sự chọn lựa của cộng sản Trung Quốc chứ không phải được tự do ra ứng cử hay là tự do ra tranh cử rồi tự do bỏ phiếu chọn người lãnh đạo mà tất cả những nhân vật đều được Cộng sản Trung Quốc Bắc Kinh đưa ra. Đây là sự lật lọng của Cộng sản Trung Quốc. Và điều thứ hai là không hề có cuộc bầu cử luôn. Và tình trạng của Hồng Kông 50 năm bất biến. Nhưng bây giờ quý vị thấy rõ là Hồng Kông đã mất quyền tự trị. Họ thay đổi hệ thống tư pháp. Họ thay đổi luật lệ báo chí. Và họ áp dụng cái đạo luật an ninh quốc gia lên hành lãnh thổ Hồng Kông. Cướp mất cái quyền tự trị của người Hồng Kông. Trung Quốc là vua chuyên sử dụng những ngôn ngữ chung chung để rồi cuối cùng họ lật lọng và diễn dịch theo một lối khác. Do đó quý vị, năm 2018 và 19 khi cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nổ ra, thì uh, và ông Steve Mnuchin đã soi đèn và thảo luận với Trung Quốc suốt 2 năm trời. Và cuối cùng họ ký vào cái bản thỏa thuận này với những cái điểm rất cụ thể không tránh né được. Do đó quý vị, hai nhân vật này có thể quay trở lại. Steve Mnuchin kỳ này có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Thương mại. Lanier có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính. Lúc trước, ổng là người đứng đầu trong Quỹ ban Mậu dịch của Liên bang, FTC. Nhưng lần này, thì ổng có thể là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Còn Steve Mnuchin thì có thể bước qua cái ghế Bộ trưởng Bộ Thương mại. Thì quý vị thấy họ là những người rất cứng rắn và diều hâu đồng thời họ rất soi đèn rất kỹ trong những cái ngôn ngữ của Trung Quốc. Tại vì họ là người phanh phui ra cái trò mà Trung Quốc sử dụng những ngôn ngữ chung chung trong các bản thỏa thuận để rồi sau đó họ diễn dịch theo lối của họ. Đây là những nhân vật được xem là nằm trong nội các của ông Trump. Chưa kể những nhân vật khác, tôi chưa biết rằng là sẽ nằm trong nội các như thế nào. Trong đó thì à, bà Nikki Haley có thể sẽ là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Có thể sẽ là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và cũng có thể bà sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Tức là bà là người có quan điểm chống Trung Quốc rất mạnh mẽ. Bà là người có một cái, cái lập trường chống Trung Quốc rất mạnh mẽ, mặc dù bà có sự bất đồng với ông Trump. Do đó, ông Trump sẽ tránh cho bà ta những cái chính sách đối nội. Ông Trump sẽ tránh cho bà ta những chính sách đối nội để tránh tình trạng xung đột. Mà ông đưa bà qua cái chính sách đối ngoại. Trước đây thì bà là cựu đại sứ Hoa Kỳ của Liên Hợp Quốc rồi. Do đó, bà sẽ không có vai trò là đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Quốc nữa, nhưng có thể bà trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Điều này có thể xảy ra, nếu không thì bà cũng giữ chức là thứ trưởng Bộ ngoại giao. Đây là cái vai trò mà Nikki Haley có thể nhận được từ cái nội các quan trọng. Thì quý vị, chưa hết, theo lời của chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Mike Johnson. Thì quý vị, ông Mike Johnson cho biết là có ít nhất 10 thành viên trong Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa có thể nằm trong nội các công trọng Có thể nằm trong nội các công trò và trong đó gần như là 100% đều là những nhân vật có cái thái độ cứng rắn với cộng sản Trung Quốc. Chưa biết được những người này là ai, nhưng tôi biết một điều là có một số những người từ chức sớm là chuẩn bị cho cái nội các công trò, trong đó ông Mike Gallagher. Ông Mike Gallagher là trước đây là chủ tịch tiểu ủy ban đặc trách về chống cộng sản Trung Quốc. Và ổng đã từ chức từ hồi tháng 4 vừa rồi. Ổng từ chức luôn. Ổng không phải là chỉ là, là, rút ra khỏi cái quỹ ban này. Mà ổng từ chức luôn. Cái ghế của ổng bây giờ còn trống. <laughs> Thì quý vị, Mike Gallagher là một trong những nhân vật được xem là rất nhiều hoa với Trung Quốc. Ổng là người đã hỗ trợ và ổng là người đã thúc đẩy cái tổ chức CSIS, một tổ chức chiến lược tại Hoa Kỳ, đưa ra một cái bản mô hình, kịch bản về Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan, thiệt hại đôi bên như thế nào. Mike Gallagher là người ủng hộ tuyệt đối cho Đài Loan. Thì quý vị, người kế tiếp là chính là chủ tịch quỹ ban đối ngoại tại Hạ Viện, ông Michael McCourt. Michael McCourt là người rất ủng hộ cho Đài Loan và chống Cộng sản Trung Quốc. Ông đã từng bỏ ra cả triệu Mỹ Kim để vận động chống lại cái việc mà tổ chức giải Olympic tại Bắc Kinh năm 2022. Thì quý vị, Michael McCourt hiện nay là chủ tịch quỹ ban đối ngoại tại Hạ Viện ổng có thể nằm trong nội các quân trọng. Rồi quý vị, đó là những nhân vật mà chúng ta thấy rõ ràng là Bắc Kinh phải đổ một hội hộp. Bởi vì nội các quân trọng kỳ này, nó sẽ tập trung vào những nhân vật được xem là chống Cộng sản Trung Quốc. Nếu như mà quý vị thử nhìn xem cái đội các này, à, Ngoại trưởng là Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Mike Pompeo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc là Nikki Haley. Hai cái chức bộ trưởng bộ thương mại và bộ trưởng bộ uh, tài chính là Steve Mnuchin và ông Lanizer. Rồi quý vị, cố vấn an ninh quốc gia mà là Peter Navarro. Rồi quý vị, phụ tá và phát ngôn viên của hội đồng an ninh quốc gia là step Bannon. Phát ngôn viên nha quý vị, là Steve Bannon. Thì quý vị, nổi cái dàn này không, tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ đổ một hồi hộp. Họ sẽ phải đổ mọi hộp với cái dàn gọi là nội cát của ông Trump, Chưa kể những nhân vật khác Kể như là Mike Gallagher, Michael, Michael McCord Mà họ nằm trong tất cả những cái nội cát đặc trách Về vấn đề gọi là đối phó Cộng sản Trung Quốc Và chưa kể Hạ Viện kỳ này Theo dự đoán của ông Kinh tế gia trưởng Của một cái tổ chức mà trong đó được hãng thông tấn Bloomberg nói rằng Là một trong những người dự đoán chính xác nhất 11 trong 12 năm đã dự đoán đảng Cộng Hòa chiếm lại quyền đa số tại Hạ Viện. Có nghĩa là đảng Cộng Hòa cái này giữ được quyền đa số tại Hạ Viện và họ lấy luôn cả quyền đa số tại Thượng Viện. Thì quý vị, trên đa số tại Thượng Viện thì chúng ta thấy được những nhân vật rất nhiều hâu với Cộng sản Trung Quốc. Đứng đầu là ông Rick Scott của Florida, tương tự như Marco Rubio. Đứng nhì là Ted Cruz. Đứng thứ ba là bà Marsha Blackburn đứng thứ tư là bà Johnny Ersh và đứng thứ năm là ông George Hawley. Đây là những nhân vật rất nhiều hâu với Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, trên sàn thượng viện chúng ta có rất nhiều những nhân vật diều hâu với Cộng sản Trung Quốc. Họ là những người đã đệ trình rất nhiều cái dự luật trong mấy năm qua để cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị thấy cả thượng viện lẫn hạ viện đều là những nhân vật gọi là có cái chính sách cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Và nếu như lưỡng viện quốc hội nằm trong tay của đảng Cộng Hòa, thì cây này Trung Quốc tôi gọi là đánh lô tô. Tại vì ông Trump sẽ thúc đẩy cái chiến lược cô lập Trung Quốc nhanh chóng hơn. Không có đi chậm và dậm chân tại chỗ như Joe Biden. Ông không có nhượng bộ. Ông không có đối thoại. Quý vị, Joe Biden còn nhiều lần tiếp xúc với lại giới quân sự của Trung Quốc kể từ sau cái chuyến đi của Nancy Pelosi tới Đài Loan. Trung Quốc cắt bỏ tất cả những cái cuộc đối thoại quân sự với lại phiếu Hoa Kỳ. Joe Biden nhiều lần đã tiếp xúc không được, mới thời gian gần đây trong năm nay thôi thì Trung Quốc mới cho tiếp xúc lại quân sự. Chứng tỏ là Joe bên vẫn tiếp tục muốn có một cái cuộc đối thoại và giữ cái mối quan hệ, ông Trump dứt khoát. Nếu cộng sản Trung Quốc không thay đổi tất cả những cái uh, quan điểm và cái uh, uh, cái um, tham vọng của họ thì ông Trump sẽ shut down họ. Nếu họ không thay đổi cái tham vọng là muốn vượt qua Hoa Kỳ muốn thống trị và muốn phát triển cái chế độ độc tài toàn trị của họ thì ông Trump sẽ chặn đứng họ. Và quý vị, do đó những nhân vật trong nội các của ông Trump sẽ mang chủ trương này. Sẽ mang cái chủ trương này. Và không những là họ cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc, họ còn cứng rắn với những đối tác của Trung Quốc và đồng minh của Trung Quốc. Chứ không phải chỉ riêng Trung Quốc không. Tức là khi mà cái dàn này mà quay trở lại, mà ngồi trong nội các của ông Trump, và quốc hội, lưỡng viên quốc hội nằm trong tay của GOP, thì quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến được một cái màn đấu lông trời lở đất. Và ông Trump với thái độ cứng rắn của ông, ông từng shut down cái lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston. Thì không ai dám bảo đảm rằng ông sẽ tiếp tục shut down lãnh sự quán ở San Francisco, ở Los Angeles. Ông chỉ giữ tòa đại sứ Cộng sản Trung Quốc ở DC thôi. Chứ chưa chắc là ông sẽ giữ cái lãnh sự quán của LA hay là của San Francisco đâu. Ông sẽ shut down. Nếu mà tình hành trình căng thẳng lên, tương tự như năm 2020. Tương tự như năm 2020, khi mà tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lên cao, đặc biệt là cái nguồn gốc của đại dịch. Cái nguồn gốc của đại dịch đã khiến ông Trump phải shut down Tòa lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc ở tại thành phố Houston. Do đó quý vị, ông Trump kỳ này trở lại chính trường, Trung Quốc sẽ đối diện với một cái nội khác và một cái chủ trương rất cứng rắn của ông Trump và ông sẽ thúc đẩy nhanh cái chiến lược chuyển trục về Á Châu. Ông sẽ buộc tất cả những quốc gia tại Á Châu chọn một phía. Thậm chí là những quốc gia được xem là đối tác và đồng minh của Trung Quốc cũng sẽ phải đứng trước cái thái độ cứng rắn của ông Trọng. Một là rời bỏ Trung Quốc. Còn hai là phải chung số phận với Cộng sản Trung Quốc. Và những quốc gia còn hai hàng tại Á Châu cũng sẽ chọn một phía. Cũng phải sẽ phải chọn một phía. Thì quý vị, Điều này cho thấy rằng là ông Trump rất cứng rắn Trong cái chính sách đối đầu với Cộng sản Trung Quốc, tôi chưa nói phần Âu Châu, Trung Đông. Tôi chỉ nói phần Á Châu thôi. Đương nhiên là ông sẽ bắt những quốc gia đồng minh và đối tác tại Á Châu phải tăng cường ngân sách quốc phòng. Trong đó Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan sẽ phải tăng cường ngân sách quốc phòng. Thậm chí là ông từng tiết lộ Đài Loan phải trả tiền cho quân đội Hoa Kỳ bảo vệ cho Đài Loan. Có nghĩa là Ông đang dự tính có thể là sẽ đặt lực lượng quân sự Hoa Kỳ có mặt trên đảo quốc Đài Loan. Ông đã từng tuyên bố Đài Loan phải trả tiền cho chúng tôi bảo vệ cho Đài Loan. Thì quý vị, có nghĩa là ông Trump sẽ cứng rắn, ông sẽ phong tỏa Trung Quốc toàn diện từ mặt trận kinh tế cho tới mặt trận liên quan tới chính trị. Quý vị thấy trong mấy năm nay, dưới chính quyền của Joe Biden và trước đó với ông Trump, là trung quốc liên tục chặn không để cho đài loan có mặt trong các uh, cái uh, định chế trên thế giới không cho cho tới giờ phút này đài loan không có mặt ở trong tổ chức y tế thế giới không có mặt ở trong cái uh, uh, cái uh, uh, tổ chức cảnh sát quốc tế không có mặt trong cơ quan iCAO tức là hàng không dân sự quốc tế nhưng khi ông trump trở lại ông sẽ hàm khác ông sẽ áp lực cái tổ chức y tế thế giới nếu như mà muốn tiếp tục nhận tiền của hoa kỳ thì phải để cho Đài Loan gia nhập. Ông sẽ dùng tài chánh và ông sẽ ép những quốc gia nào từng bỏ phiếu tới Trung Quốc là phải chấm dứt chuyện này. Còn nếu không, ông sẽ cắt bỏ tất cả những cái phần hỗ trợ qua cái quỹ USA. Ông sẽ cắt bỏ hết và ông sẽ cắt bỏ tất cả những sự hỗ trợ không cần thiết cho những quốc gia đang phát triển ở đó đang phát triển mà ủng hộ cho Trung Quốc. Ông sẽ áp lực những quốc gia này rời khỏi một vành đai một con đường. Ông sẽ áp lực những quốc gia này tránh dần ảnh hưởng của Trung Quốc từ ở Phi Châu, từ ở Trung Mỹ, Nam Mỹ cho tới Trung Đông và Á Châu. Tại vì cái chiến lược của ông Trump trong 4 năm tới tập trung vào việc đối phó với Cộng sản Trung Quốc, ngăn chặn cái tham vọng của Trung Quốc, muốn qua mặt Hoa Kỳ trở thành lãnh đạo của thế giới, trở thành nền kinh tế lớn nhất của thế giới và trở thành cái ổ sản xuất trên thế giới. Ông Trump sẽ làm. Do đó, nội các của ông sẽ là những nhân vật rất dịu hầu rất nhiều học với Trung Quốc. Ông sẽ không chọn bất kỳ một nhân vật nào mà mềm dẻo với Trung Quốc hết. Quý vị thấy nguyên một cái dàn mà tôi vừa nêu tên từ Steve Bannon, Peter Navarro, Mike Pompeo, Marco Rubio, Marsha Blackburn hay là Mike Gallagher, rồi Steve Mnuchin, Lanier, Nikki Haley. Tất cả những nhân vật này đều là những nhân vật rất nhiều hầu với cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, lần này ông Trump trở lại chính trường. Nếu lưỡng viện quốc hội nằm trong tay đảng Cộng Hòa, thì Trung Quốc sẽ phải đánh lô thôi. Tại vì họ sẽ bị cô lập. Và ông Trump sẵn sàng shut down cái cuộc chiến của Ukraine. Ông sẽ thỏa thuận với phía Putin, đứng qua một bệnh để ông xử Trung Quốc. Putin sẽ không dám hó hé khi mà ông Trump đứng ra xử Trung Quốc. Ông sẽ lôi Bắc Hàn ra khỏi vòng tay của Trung Quốc. Ông sẽ chặn đứng tất cả những mối quan hệ của Trung Quốc với Trung Đông tức là ông sẽ áp lực Saudi Arabia, vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những quốc gia này là sẽ giảm bớt tất cả các mối quan hệ với Trung Quốc vốn đã được xây dựng trong mấy năm dưới thời của Joe Biden. Ông sẽ shut down. Tức là ông tìm cách cô lập Trung Quốc toàn diện. Quý vị, do đó quý vị, khi mà ông Trump trở lại chính trường, cái quốc gia được xem là lo sợ nhất và tìm đủ mọi cách làm cho ông Trump thất cử chính là Cộng sản Trung Quốc. Cộng sản Trung Quốc và Iran là hai quốc gia không muốn ông Trump trở lại chính trường. Do đó còn 7 ngày họ sẽ vận động tối đa. Nhưng mà giống như tôi nói, dù họ có tìm cách tác động cỡ nào, thì cái chiến thắng của ông Trump đã hiện rõ. Kamala Harris không còn cửa nữa. Do đó quý vị, lần này Bắc Kinh sẽ phải đối diện với 4 năm. Mà 4 năm của ông Trump này không phải là 4 năm mà có thể lên tới 12 năm. Một cái chính sách cứng rắn đã đánh tan tất cả cái, màu, cái tham vọng của Trung Quốc và đánh quốc gia này trở về nguyên dạng. Tức là họ sẽ không ngóc, đầu nổi trong vòng ít nhất vài chục năm tới cả trăm năm về kinh tế. Ông Trump sẽ làm điều này để chặn đứng cái tham vọng của Trung Quốc. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.